thống nhà thuốc Big Family xin kính chào quý khách. Quý vị thân mến, hệ thống nhà thuốc Big Family là đơn vị hợp tác miễn phí nhượng quyền với trên 500 nhà thuốc được trải dài trên 63 tỉnh thành. Và điều gì khiến cho các chủ nhà thuốc lựa chọn Big Family là một giải pháp để kinh doanh? Ngay bây giờ hãy cùng theo chân Phương Hiền lắng nghe những chia sẻ đến từ chủ nhà thuốc tại địa chỉ 88 Phú Cường, Hà Nội. Chào chị có thể giới thiệu qua về bản thân cũng như lý do vì sao lại lựa chọn Big Family là đơn vị để hợp tác ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình là Hương. Hiện tại mình là nhà thuốc Big Family ở 88 Phú Cường, Hà Đông, Hà Nội. Mình cũng rất là tình cờ một lần mình có lướt Facebook và thấy tin quảng cáo của bên hệ thống. Sau khi tự tìm hiểu và có được sự tư vấn rất là nhiệt tình của bên tư vấn viên thì mình thấy mô hình này rất phù hợp với việc kinh doanh nhà thuốc của mình. Được góp ý thêm từ các anh chị trong ngành thì mình quyết định tham gia hợp tác cùng hệ thống. Vậy thì từ khi gia nhập vào hệ thống Big Family chắc hẳn là bên mình cũng nhận được rất nhiều lợi ích đúng không ạ? Nói đến lợi ích và những cái ưu điểm khi mà mình hợp tác với bên Big Family thì mình nhận thấy được rất là nhiều ưu điểm. Đầu tiên thì phải nói đến việc mình được hỗ trợ làm biển tảng quảng cáo 3M rất đẹp và hiện đại, đã được hệ thống hỗ trợ phần mềm quản lý bán hàng rất là chuyên nghiệp. Ngoài ra thì mình còn được bên hệ thống trang bị cho một điện thoại bàn để mình có thể kết nối với những bác sĩ chuyên gia đầu ngành đã hợp tác với hệ thống để giúp bệnh nhân có thể thăm khám từ xa. Ngoài ra thì mình còn được hệ thống hỗ trợ nhập hàng giá rất là cạnh tranh, đồng thời được hướng dẫn nhập hàng trên trang web rất là chuyên nghiệp. Quá trình trước và sau khi gia nhập vào hệ thống Big Family, bên mình đã có rất nhiều thay đổi đúng không ạ? Trước đây thì mình đã có 2 năm trong kinh nghiệm quản lý nhà thuốc, nhưng mà nói đến vấn đề doanh số thì chưa được khả quan cho lắm. Nhưng mà từ khi đã hợp tác với Big Family thì nhận thấy sự tăng trưởng rõ rệt về doanh số của nhà thuốc. Từ đó thì từ bây giờ mình chỉ cần tập trung vào bán hàng và phát triển cửa hàng thôi. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của chị và xin chúc cho nhà thuốc của chị sẽ ngày một phát triển ạ. Điều ấn tượng nhất với mình khi mà tới hệ thống nhà thuốc Big Family đó chính là được tham gia chương trình thăm khám từ xa bởi các chuyên gia đầu ngành. Hơn thế nữa là khi tới nhà thuốc thì mình được các bạn dược sĩ tư vấn rất là nhiệt tình, chu đáo. Sau khi mua hàng tại đây thì mình thấy là giá thành rất là tốt, chất lượng đảm bảo. Mình và gia đình chắc chắn sẽ sử dụng và ủng hộ hệ thống Big Family trong thời gian tới.